Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Mẹo Vặt và Thủ Thuật. Trên màn hình các bạn đang xem đây chính là một cái video mình vừa tạo ra từ ứng dụng KineMaster trên điện thoại di động. Và nếu như quý vị và các bạn cũng muốn tạo ra một cái video giống như thế này thì chỉ việc xem phần hướng dẫn là chúng ta có thể tạo ra được một cái video đẹp ưng ý cho riêng mình. Và nếu thấy hay, quý vị và các bạn hãy cho một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh để ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Và bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách tạo ra một cái video ghép hình, ghép nhạc giống như quý vị và các bạn vừa xem. Thì các bạn hãy tải ứng dụng KineMaster về điện thoại nhé. Và bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn luôn. Chúng ta sẽ nhấn vào KineMaster. Tiếp theo ta nhấn vào tạo ra. Thì các bạn hãy nhấn vào dấu cộng. Rồi các bạn chọn một cái tỷ lệ khung hình cho cái video của chúng ta. Bây giờ mình sẽ chọn tỷ lệ 16:9. Và tiếp theo các bạn hãy nhấn vào đây. Ta có thể để auto hoặc là full mat. Rồi và tiếp theo, cái dòng bên dưới này là cái thời lượng cho một bức ảnh. Ví dụ như chúng ta muốn một bức ảnh của chúng ta 10 giây, 12 giây thì chúng ta kéo cái này. Đó, ví dụ chúng ta để 12 giây chẳng hạn. Và đây là thời lượng chuyển tiếp giữa các cái bức ảnh với nhau, thì chúng ta có thể để lên tầm 2 là được. Rồi tiếp theo ta nhấn vào tạo ra. Và bây giờ ta sẽ chọn một cái video nền nhé. Một cái video nền hoặc là một bức ảnh đều được. Ví dụ như chúng ta ghép một cái video với chủ đề về tình yêu, ta có thể chọn những cái ảnh nền, những cái video nền có những trái tim giống như thế này. Hoặc là chúng ta có thể chọn bất kỳ một cái chủ đề gì đó để chúng ta ghép. Thì đây mình có một số cái video hiệu ứng trái tim như thế này. Thì bây giờ mình sẽ chọn nó. Nhấn vào một, ok, tiếp, nhấn vào tiếp, ok, xong. Ta chỉ cần hai cái này là được. Nếu như các bạn muốn tải hai cái video hiệu ứng trái tim này thì chỉ việc nhấn vào bình luận để tải nhé. Rồi bây giờ ta đã có hai cái mẫu video có hiệu ứng trái tim như thế này, rất là đơn giản. Và việc tiếp theo là ta sẽ ghép những cái bức ảnh của chúng ta lên cái video nền này. Thì các bạn hãy nhấn vào đa phương tiện. Phiên bản KineMaster của mình nó đang là phiên bản tiếng Anh, cho nên mình cũng nhấn vào đây, đa phương tiện, nó là phần layer, nhấn vào đây. Rồi tiếp theo các bạn nhấn vào đa phương tiện bên trên nhá. Của mình tiếng Anh nó là Media, ta nhấn vào. Và tiếp theo ta sẽ chọn tới những bức ảnh của chúng ta muốn ghép. Thì bây giờ mình sẽ chọn một số cái bức ảnh mình đã download về. Rồi đầu tiên, ví dụ cái bức ảnh cưới đây, ta nhấn vào. Xong. Đó, do lúc nãy chúng ta đã chọn là 12 giây cho nên là tất cả những bức ảnh ở phần lớp nó đều 12 giây. Chúng ta không cần phải kéo thời lượng ra nữa. Đó. Và tiếp theo, quý vị và các bạn hãy kéo xuống cái dòng bên dưới này. Xóa nền ảo thuật nha. Phiên bản tiếng Anh của mình nó là Magic Remover. Rồi bây giờ ta sẽ bật cái này lên. Xong, nó đã xóa nền, rất là hay. Tiếp theo, bây giờ ta đặt. Nếu như cái bức ảnh của chúng ta nó đang bị cắt như này, không thấy chân đâu, thì chúng ta phải đặt sát xuống dưới này cho nó đỡ lộ. Rồi ta có thể zoom lớn tùy ý của chúng ta nha. Nhìn làm sao nó vừa là được. Chúng ta phải căn chỉnh cái khuôn mặt của chúng ta luôn luôn ở phần giữa của cái video này, chứ đừng để nó lên quá như này nha. Đó, thì chúng ta để như này. Ta đặt sang bên này một chút.
Và nếu như chúng ta muốn cái bức ảnh này nó di chuyển sang bên 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 phải này, thì chúng ta chỉ việc nhấn vào cái biểu tượng chìa khóa đây, nhấn vào đây. Và tiếp theo ta lấy tay ta di cái này sang bên này, di sang bên này một chút. Xong. Đó, bây giờ ta đã có một cái bức ảnh nó chạy sang như thế này. Và nếu như quý vị và các bạn muốn nó xuất hiện như thế nào thì ta chỉ việc nhấn vào cái bức ảnh đó và ta chọn vào dòng này, dòng đầu tiên trong hoạt ảnh, nhấn vào đây, nó có các cái hiệu ứng này, chúng ta sẽ chọn mờ dần, đó, mờ dần hoặc là pop, nó có rất nhiều những cái hiệu ứng ở đây, thì các bạn hãy chọn một cái hiệu ứng mà các bạn thấy nó đẹp nhá. Rồi tiếp theo ta lại nhấn vào tiếp, ta chọn vào dòng Our Animation, có nghĩa là nếu như phiên bản tiếng Việt nó là hoạt ảnh xóa lớp, ta nhấn vào đây, ta cũng chọn cho nó một cái hiệu ứng, đó, ví dụ như thế. Đây là cái thời lượng của nó, ta có thể chọn nhanh hay chậm ở đây. Xong, đó, bây giờ ta có thể mở lên ta xem. Xong, khi cái ảnh này mất đi, ta lại tiếp tục thêm một cái bức ảnh khác. Ta lại nhấn vào phần đa phương tiện, layer đây, nhấn vào. Và nhấn vào đa phương tiện. Rồi tiếp theo ta lại chọn tới cái bức ảnh mà chúng ta muốn ghép. Mình lại chọn vào phần download. Đây. Và ta chọn tới một cái bức ảnh khác, ví dụ bức ảnh này. Xong. Tiếp theo ta cũng lại nhấn vào cái bức ảnh này, nhấn bên dưới cũng được, bên trên cũng được, nhấn bên đây cũng được. Đó. Và ta kéo xuống. Ta lại nhấn vào phần xóa nền ảo thuật. Đó, cái phiên bản KineMaster mới này, nó đã có phần xóa nền ảo thuật. Không như trước, chúng ta phải xóa nền từ một cái ứng dụng khác, sau đó chúng ta mới ghép. Thì ở đây nó có thể xóa trực tiếp. Đó, nó xóa khá là sạch. Tiếp theo, ta lại đặt vào đây. Ta thích nó di chuyển từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái thì chúng ta cứ làm tương tự. Đây, ví dụ bây giờ mình sẽ cho nó di chuyển từ đây sang bên này. Nó từ phải sang trái. Ta lại chỉ việc nhấn vào cái biểu tượng chìa khóa này, nhấn vào đây. Và tiếp theo ta đẩy ra hết cái bức ảnh này. Rồi, cái điểm cuối cùng của bức ảnh. Và ta lấy tay, ta di sang bên 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 trái một chút. Xong. Đó, và cái lúc xuất hiện như thế nào, kết thúc như thế nào thì chúng ta cũng làm tương tự. Nhấn vào hoạt ảnh xóa lớp. Đây, chúng ta có chọn mờ dần chẳng hạn, xong. Đây, hoạt ảnh xóa lớp bên dưới. Đó, ví dụ như vậy. Không. Khi hết bức ảnh này, ta lại tiếp tục thêm một bức ảnh khác vào. Rồi ta lại nhấn vào đa phương tiện. Nhấn vào đa phương tiện tiếp và chọn vào cái bức ảnh của chúng ta. Ví dụ bây giờ mình lại chọn cái bức ảnh này. Ta nhấn vào. Tiếp theo là ta lại xóa nền ảo thuật, kéo xuống xóa nền ảo thuật. Xong. Rồi bây giờ ta lại đặt ở đây chẳng hạn. Ta cũng lại nhấn vào biểu tượng chìa khóa và ta đẩy nó ra ngoài này một chút. Ví dụ như thế. Đó. Cho cái bức ảnh nó hơi di chuyển một chút thì trông cái video của chúng ta nó trở nên sinh động hơn.
và hoạt ảnh xóa lớp. Chúng ta cũng chọn cho nó một cái hiệu ứng. Này cũng vậy. Và cứ như vậy, khi bức ảnh này nó mất đi, ta lại thêm bức ảnh khác vào. Lại nhấn vào Layer, đa phương tiện. Và chọn tới cái bức ảnh mà chúng ta muốn ghép. Đó, ta lại kéo xuống phần xóa nền ảo thuật. Không. Rồi, và tiếp theo, ta có thể cho nó cái hiệu ứng khác hơn một chút. Đây, ta cũng lại nhấn vào biểu tượng chìa khóa. Và ta có thể zoom lớn đi. Đấy, ta zoom lớn lên một chút. Đó. Trong hoạt ảnh xóa lớp, ta cũng có thể chọn các cái hiệu ứng khác nhau. Hoạt ảnh xóa lớp cũng vậy. Mở ra, rồi. Và cứ như vậy, chúng ta thêm tất cả những bức ảnh của chúng ta vào cái video nền này. Đó, bây giờ hết bức ảnh này, ta lại làm tương tự cứ như vậy thôi nha. Bây giờ mình sẽ làm nốt một cái bức ảnh như thế này. Đó. Các bạn có thể cho cái hiệu ứng nó chạy như thế nào tùy các bạn. Bây giờ trước tiên ta lại xóa nền ảo thuật. Không. Ví dụ bây giờ mình lại cho nó di chuyển từ trái sang phải một chút. Các bạn lưu ý cái này. Chúng ta có thể kéo về cái điểm cuối cùng này, sau đó chúng ta nhấn vào biểu tượng chìa khóa. Nhấn trước nhấn sau đều được. Thế nhưng khi chúng ta nhấn vào biểu tượng chìa khóa thì chúng ta sẽ đẩy cái thanh đỏ này nó về cái điểm cuối cùng của bức ảnh, và sau đó ta lấy tay ta kéo ra. Xong. Đó, như vậy là bức ảnh nó đã di chuyển. Rồi, ví dụ như này là xong này. Các bạn có thể thêm nhiều hơn nhé. Các bạn có bao nhiêu bức ảnh chúng ta cứ thêm. Và nếu như cái nền này nó ngắn quá, ta có thể sao đúp. Sao đúp là nó sẽ dài thêm đi. Đó. Rồi, tiếp theo này. Bây giờ ta có thể thêm một số cái hiệu ứng nữa lên cái video này. Thì bây giờ mình lại nhấn vào Layer, lại nhấn vào Media là đa phương tiện. Đó. Và bây giờ mình sẽ chọn tới một cái video hiệu ứng chẳng hạn. Ví dụ như có một cái hiệu ứng tuyết rơi này chẳng hạn này. Không. Bây giờ ta kéo xuống. Kéo xuống phần Blending. Có nghĩa là phiên bản tiếng Việt nó sẽ là pha trộn nhé. Các bạn nhấn vào pha trộn. Đó. Và chúng ta kéo xuống phần Screen. Nếu như tiếng Việt nó là màn hình, ta nhấn vào màn hình. Và tiếp theo ta zoom lớn lên. Ta có thể zoom lớn lên. Ta nhấn vào đây cũng được. Đó, như vậy là nó sẽ lớn lên. Đó, nó có thêm các cái hiệu ứng như vậy. Đấy là một cái hiệu ứng tuyết rơi. Các bạn có thể thêm các cái hiệu ứng khác vào. Hiệu ứng tuyết rơi, hoặc là ta có thể thêm những cái hiệu ứng có sẵn trên KineMaster. Thì ta chỉ việc nhấn vào đa phương tiện và ta nhấn vào cái hình trái tim này, nhãn dán này, ta nhấn vào. Và trên đây mình đã có tải một số các cái hiệu ứng, thì các bạn có thể tải thêm, ví dụ như là cứu hỏa này. Đây hiệu ứng này. Đây các cái hiệu ứng như thế này chẳng hạn. Đó này. Và chúng ta lấy tay ta zoom lớn cái hiệu ứng này lên. Đó, và mình đã nhấn là mấy lần rồi. Nó hiện hết. Hết hết ở đây, bây giờ ta xóa đi. Xóa đi. Đó, nó đã có các cái hiệu ứng như thế này. Và nó còn rất nhiều các cái hiệu ứng nữa. Các bạn có thể tải về và ghép lên nhé. Đây, ta nhấn vào layer này.
nhấn vào nhãn dán này. Và trên đây nó có khá nhiều những cái hiệu ứng. Hiệu ứng trái tim này chẳng hạn này. Đây, ta có thể chọn một số hình trái tim như này. Đây, ta đặt vào đây. Đặt bất kỳ một cái vị trí nào mà chúng ta yêu thích. Và chúng ta kéo dài cái thời lượng này ra một chút. Đó. Hoặc là hiệu ứng hoa đào rơi. Đây, cánh hoa rơi. Đây. Hoặc là đây. Chúng ta lấy tay, ta zoom lớn lên cho nó kín màn hình thì thôi. Xong. Đó, mình đã chọn là mấy lần liền. Bây giờ ta xóa bớt đi nha. Rồi. Đó, các cái hiệu ứng hoa đào nó đã bay bay như này. Hoặc là chúng ta có thể thêm luôn cái hiệu ứng video nền bên dưới này nhé. Đây, ta nhấn vào layer, nhấn đa phương tiện. Mình có cái video này thì các bạn có thể nhấn vào phần bình luận để tải về nha. Đây, ta cho luôn cái video này lên. Ta có thể nhấn vào cái hình này. Đây, nhấn vào đây. Nhấn vào ô màu trắng. Đó, nó đã phủ kín màn hình. Và tiếp theo, ta lại nhấn vào cái video hiệu ứng này. Ta kéo xuống phần blending. Đó. Nó là pha trộn nhá, ta nhấn vào đây. Nếu như hiệu ứng nền đen thì các bạn cứ nhấn vào cái biểu tượng màn hình. Đó, phiên bản tiếng Anh nó là add gradient, ta nhấn vào đây. Đó, rồi, nó đã có cái hiệu ứng. Thêm một cái hiệu ứng trái tim nó bay bay vào đây nữa này. Nếu như các bạn không muốn nó rõ quá, muốn nó hơi mờ mờ một chút thì ta nhấn vào đây. Ta kéo xuống phần alpha độ mờ. Đây, alpha độ mờ. Ta nhấn vào. Và ta đẩy cái này xuống. Đó là nó hơi mờ mờ đi. Đó, như vậy là đã thêm các cái hiệu ứng, thêm các bức ảnh vào. À, việc tiếp theo là ta sẽ thêm nhạc vào cái video của chúng ta. Thêm nhạc. Thì để thêm nhạc, ta sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là ta nhấn vào phần audio âm nhạc đây, ta nhấn vào đây. Và ta sẽ nhấn vào phần song bài hát. Thì tất cả những cái bài hát các bạn lưu trên điện thoại nó sẽ hiện hết ở đây. Ở đây mình chỉ có một số cái bài ghi âm, cái bài tải về thôi. Ví dụ mình chọn một cái bài beat ở hai đầu nỗi nhớ này chẳng hạn, ta nhấn vào. Và ta nhấn vào dấu cộng. Đó, như vậy là ta đã có một cái bản nhạc trên cái video luôn. Đó. Và nếu như chúng ta không có những cái bản nhạc MP3 mà chỉ có những cái video chứa những cái bài hát, chứa những cái bản nhạc hay, thì chúng ta làm như sau. Bây giờ mình sẽ xóa cái này đi. Đây, ví dụ các bạn có một cái video chứa bản nhạc, thường thường chúng ta hay tải trên YouTube về, thì ta sẽ nhấn vào layer đa phương tiện, nhấn tiếp vào đa phương tiện, và ta chọn tới cái video chứa cái bài hát, chứa cái bản nhạc mà chúng ta yêu thích. Mình lấy ví dụ mình có một cái bản nhạc như thế này, nhấn vào. Đó, vì đây nó là một cái video, nó đang che mất cái video của chúng ta. Ta chỉ việc lấy tay, ta kéo nó xuống. Đó. Và nó vẫn giữ lại nhạc. Bây giờ ta mở lên. Và nếu như chúng ta muốn viết tên, viết chữ gì lên video của chúng ta, thì ta chỉ việc nhấn tiếp vào đa phương tiện và nhấn vào phần viết chữ text đây. Và ta chỉ việc viết chữ lên là xong. Đó. Ví dụ bây giờ mình sẽ viết bất kỳ một cái chữ gì. Ví dụ mẹo vặt thủ thuật đi. Mẹo vặt. Đó. Và xuống dòng. Cách ra. Thủ thuật
không? Bây giờ ta sẽ cách ra cho nó thành hai dòng đó, ví dụ như này, thấy không? Ta đặt vào đây chẳng hạn. Và tiếp theo ta sẽ chọn màu chữ thì ta nhấn vào phần đây màu chữ, ta thích màu đỏ, ta kéo cái hình tam giác bên trong này xuống. Còn nếu như các bạn muốn dễ thì ta nhấn vào cái ô vuông này, thích màu gì ta chọn màu đó là xong đó. Và tiếp theo nhấn vào phần online, ta bật cái này lên để chọn viền cho chữ, mặc định nó là màu đen. Bây giờ ta nhấn trực tiếp vào cái ô màu đen này, ta chọn sang màu khác, ví dụ màu vàng, ta nhấn vào ô màu vàng đó. Và đây là cái độ dày mỏng của viền chữ không? Tiếp theo ta sẽ kéo xuống, kéo xuống, ta nhấn vào phần bóng này, bóng đổ đây, ta nhấn vào, ta bật cái này lên, đẩy cái này ra, đẩy cái này ra đó. Và chúng ta muốn cái mẫu chữ khác thì ta nhấn vào phần phông chữ đây đó. Phiên bản tiếng Anh này mình đã thêm khá nhiều cái mẫu chữ có sẵn trên đây rồi, mẫu chữ tiếng Việt đây, mẹo vặt thủ thuật, hoặc là chúng ta chọn bằng các cái mẫu chữ thư pháp đều được đây, mẹo vặt thủ thuật. Khi chúng ta muốn điều chỉnh chữ thì chúng ta lại nhấn vào đây này. Đây, nhấn vào phần điều chỉnh chữ này. Đó. Ví dụ như các hàng chữ. Đây, ta muốn đẩy nó hàng chữ như này. Đó. Ta có thể chọn sang mẫu khác. Đó. Mỗi cái mẫu chữ nó đều theo một cái kiểu hiển thị khác nhau, ta phải điều chỉnh lại nha. Đó, ví dụ mình để này. Nếu như muốn cái chữ này nó nhấp nháy thì chúng ta làm như sau. Trước tiên ta sẽ chọn cái mẫu chữ cho nó đẹp đã, ưng ý đã. Đây, ví dụ bây giờ mình sẽ chọn xong các cái mẫu chữ nhìn nó ưng ý một chút đã. Rồi, ví dụ mình chọn cái mẫu này đi. Các cái hàng chữ nó còn hơi cách xa nhau. Bây giờ ta sẽ đẩy nó lại. Đó, nhỏ vặt thủ thuật. Rồi, ta đặt vào một cái vị trí nào đó, cố định. Đây, đặt vào đây chẳng hạn. Xong. Muốn chữ nó nhấp nháy thì bây giờ ta sẽ kéo dài cái thời lượng chữ này ra đã. Kéo hết video này thôi. Kéo hết video nha. Kéo hết ra. Đó, sau đó chúng ta kéo về từ đầu này, ta nhấn vào dấu ba chấm, ta nhấn vào sao đúp, nó đã có hai cái chữ giống hệt nhau đè lên nhau. Thì bây giờ ta chỉ việc đổi cái màu chữ khác, ta nhấn vào màu chữ đây, color, nhấn vào đây. Ví dụ bây giờ mình sẽ đổi sang cái màu xanh này, không? Và phần online cái viền chữ ta cũng đổi sang cái màu khác, đổi sang một cái màu mà chúng ta yêu thích nha. Một tím tím này chẳng hạn. Đó. Và tiếp theo ta cho cái chữ này nó nhấp nháy. Cái chữ chúng ta đã đổi này nha, ta nhấn vào phần trong hoạt ảnh. Nhấn vào đây. Và ta có thể cho nó nhấp nháy như này. Đó, nhấp nháy nhanh này, nhấp nháy chậm đây. Xong, nó đã nhấp nháy. Và nếu như chúng ta muốn cái hiệu ứng trái tim nó đè lên cái chữ này, ta chỉ việc nhấn vào phần layer, nhấn vào nhãn dán và chọn tới cái trái tim 3D này chẳng hạn này. Đây, nó có khá nhiều. Ở đây. Đó, ta thu nhỏ lại một chút. Thu nhỏ lại. Đặt vào đây. Và ta kéo dài thời lượng ra. Hết video thì thôi. Kéo hết video thì thôi nha. Đó. Ta mở lên xem. Rồi, chúng ta muốn điều chỉnh thêm thì chúng ta chỉnh. Khi chúng ta đã chỉnh xong, ta nhấn vào cái mũi tên này để chúng ta lưu lại nha. Nhấn vào đây. Ta chọn độ phân giải, tỷ lệ khung hình.
Đó, ví dụ ta chọn 1080, tỷ lệ khung hình là 30 đó, hoặc là ta có thể cho lên 1440 cho nó nét, hoặc là 4K đó. Thì bây giờ mình sẽ chọn 1080 cho nó nhanh nha, và ta nhấn lưu video dưới dạng Server App Video, và chúng ta chờ cho cái này chạy hết sang đây là ta đã có một cái video ghép hình với những cái bức ảnh của chúng ta. Chủ đề chúng ta có thể lựa chọn theo ý của chúng ta nhé. Đó, và rất là đơn giản, ta có thể tạo ra được một cái video làm kỷ niệm hoặc là gửi tặng cho bạn bè, người thân của mình. Và video chia sẻ của mình xin được dừng tại đây. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.